Ba chiếc điện thoại này các bạn thấy nó khác nhau các bạn. Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S23 Ultra 5G và đây là Galaxy S22 Ultra 5G. Ba chiếc máy này nó giống như là anh em với nhau vậy. Cách đây một vài hôm thì mình có xem ở trên một vài diễn đàn ấy, thì người ta nói về cái cách Samsung làm máy rất là nhiều. Người ta nói là năm trước năm sau không thay đổi gì nhau. Công nhận đúng thật. Ba con này nó không khác gì nhau, đúng là kiểu khi mà con Note 20 Ultra 5G, cái phiên bản sách tay Hàn này, nó đã có mức giá nó quá rẻ rồi. Đây là chiếc Galaxy Note 20 Ultra mà mình mượn của chị Mừng ở bên Cường Kim Giang nhá. Và bọn mình đã làm với chị Mừng cách đây là khoảng 2 năm rồi cơ. Từ đó đến giờ thì những cái điện thoại mình mượn từ chị thì công nhận là cũng có cái độ tín rất là cao. Và đến bây giờ cái thời điểm mà Galaxy S23 Ultra đã ra mắt, mà cái Note 20 Ultra 5G này nó lại có mức giá nó quá là tốt rồi, thì tại sao không mua nó hả các bạn? Mức giá khoảng trên 10 triệu thì mình nhắc ngay từ đầu rồi. Tất nhiên là chúng ta không thể nào mà so sánh như thế được. S23 Ultra nếu mình xem ở diện động Việt ấy, thì mức giá đặt trước từ giờ đến ngày 17 tháng 2 nó là 31.990.000 cơ. Đây là phiên bản chính hãng có full bảo hành và bán ở Việt Nam. Nhưng các bạn biết rồi, mức giá 32 triệu dành cho S23 Ultra nó chỉ là mức giá gọi vậy thôi. Chứ còn rất là nhiều những cái chương trình khác giảm giá lên đến hơn 10 triệu cơ. Ví dụ là đặc quyền nâng cấp, ưu đãi trị giá đến 5 triệu, thù cũ lên đời là tặng 3 triệu, thanh toán qua ngân hàng và ví giảm đến 2 triệu và bộ quà tặng trị giá 2 triệu nữa. Mình sẽ để tất cả những ưu đãi này trong đường link ở phần mô tả. Mức giá nếu mà giảm kịch bô thì chắc chắn là vẫn sẽ gấp đôi con Note 20 Ultra sách tay từ Hàn. Tuy nhiên, mức giá một nửa các bạn bỏ ra dành cho con Note 20 Ultra ở thời điểm bây giờ thì so với S23 Ultra và S22 Ultra của những năm trước thì chúng ta sẽ có những điểm lợi như thế nào? Hãy tạm thời bỏ qua cái cụm camera ở phía mặt lưng. Hai đầu này, các bạn thấy giống nhau không? Đây là mặt trên nha, còn đây là mặt dưới này. Kể cả Note 20 Ultra, S22, S23 Ultra thì cũng đều có những ngôn ngữ thiết kế nó quá tương tự với nhau. Samsung thì chúng ta biết rồi, nhà sản xuất hàng đầu về lĩnh vực là sản xuất màn hình. Thế nhưng mà có một cái mình hơi tiếc khi mà Galaxy S23 Ultra hay kể là 22 nữa, chúng ta không có cái tấm nền cao cấp nhất của Samsung. Họ bán cho Xiaomi rồi là Vivo những cái tấm nền S6, còn ở đây chúng ta vẫn là tấm nền Dynamic AMOLED 2X 120Hz và độ sáng là 1700 nits ở trên cả con S22 và S23 Ultra này nha. Còn nếu chúng ta quay trở lại với Note 20 Ultra, những thông số nó vẫn quá tương tự. Nó chỉ thua thiệt mỗi một cái là cái độ sáng của nó pick lên sẽ chỉ được khoảng là 1500 nits. Nhưng khi các bạn mang ra ngoài trời thì làm sao chúng ta có thể chê được cái độ sáng 1500 nits ở trong cái mức giá điện thoại cũ là khoảng 10 triệu thế này hả các bạn? Về phần viền, về phần trên, phần dưới của màn hình thì các bạn đều thấy rằng nó không khác gì những cái phiên bản mới tinh của chúng ta cả. Và bởi vậy nên nếu các bạn đang cần một cái thiết kế nó giống với bây giờ, nó xịn như bây giờ, nó vuông vức như bây giờ thì đây vẫn là một lựa chọn quá tuyệt vời mà các bạn. Và đúng là như vậy, cầm ba chiếc máy này trên tay thực sự là khó có nhiều điểm khác biệt. Và thậm chí là cái cân nặng, cái khối lượng của chúng ta ở trên Note 20 Ultra vẫn sẽ là nhỏ nhẹ hơn rất là nhiều so với hai phiên bản này. Cùng xem hoàn thiện nào. Có lẽ là cái miếng bùng hơi, tản nhiệt bùng hơi nó hơi to. Đỡ hơn hẳn này. Các bạn sẽ thấy rằng là cái con Note 20 Ultra này nó đỡ xốp hơn rất là nhiều. Có lẽ là bởi vì cái hệ thống tản nhiệt của nó sẽ không thể nào được bằng hai phiên bản mới của chúng ta. S Pen, cả ba con tất nhiên đều có. Và nói thật với các bạn rằng ba cái S Pen này cũng không có điểm gì khác nhau cả. Có lẽ nó chỉ không có cái chức năng là viết lên màn hình và tự động nhận diện văn bản mà thôi. Cái tính năng đó mình thấy rằng đa phần vọc cho vui thôi, chứ còn thực sự thì S Pen nó đến cái ngưỡng phát triển của nó rồi. Bên cạnh bút S Pen thì chúng ta cũng có những chức năng đặc biệt. Tuy nhiên các bạn sẽ chỉ zoom được lên là 50x mà thôi. Và S22 hay là S23 Ultra thì chúng ta có khả năng là zoom 100x kỹ thuật số. Còn lại thì cả ba vẫn có đầy đủ những cái camera periscope này, zoom quang học cũng không khác gì nhau cả. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hai chiếc máy này nó có khả năng xử lý AI tốt hơn, bởi vì đây là Snapdragon 8 Gen 1 và 8 Gen 2 made for Galaxy. Và bởi vậy nên chất lượng ảnh của những cái bức zoom xa thì chúng ta vẫn thấy rằng có sự khác biệt. Về game thì sao? Đây, chúng ta nói rằng Note thì không dành cho cái việc chơi game. Ngày xưa bán mấy chục triệu mà nó có bị nóng máy rồi so với iPhone thì không bằng, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn hơn 10 triệu thôi các bạn ạ. Hơn 10 triệu con Snapdragon 865 cộng. Và khi nó được kết hợp với hệ điều hành One UI mới nhất thì tất cả những thứ vớ vẩn ngày xưa, ví dụ như là game service chẳng hạn, các bạn có thể tắt nó đi. Và khi đó các bạn có thể chơi game một cách vô cùng thoải mái. Thay vì cái việc là đến một thời điểm nào đó nó sẽ bóp hiệu năng bởi vì máy quá nóng, thì đây các bạn thấy không, cái biểu đồ khi mình chơi Genshin Impact Max Setting nó quá là mượt và nó có thể kết thúc ở khoảng 56fps. Khi các bạn nhìn vào biểu đồ sâu hơn này thì các bạn thấy rõ là con 865 cộng này chắc chắn thua 8 Gen 2 của S23 Ultra 5G bây giờ rồi. Nhưng mà nếu so với 8 Gen 1 đi
chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Và mình thấy rằng thậm chí nó còn mát mẻ hơn cả những con S2 Ultra 5G nữa. Một trong những con máy mà gặp rất nhiều những lỗi phần mềm khác nhau hay kể cả lỗi về gaming. Và khi chúng ta nhìn vào nhiệt độ này, nhiệt độ với một cái màn chơi tương tự so sánh với S23 Ultra 5G tương tự thì nó cũng loanh quanh là khoảng 44-45 độ. Và nhiệt độ CPU cũng loanh quanh là khoảng 67-66 độ. Có nghĩa là hai con này hiện tại bây giờ đang rất giống nhau về khả năng chơi game. Thực ra thì cái việc chip mạnh hay không ấy, đến bây giờ các bạn so chiếu vào khả năng chơi game ở trên những chiếc điện thoại Android nó không khác biệt quá nhiều đâu, bởi vì bản thân nó đã bão hòa rồi. Còn chip mạnh hay không là nó phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Với một cái nhân chip thật là ngon và với những cái khả năng chụp ảnh nữa, chip càng mạnh, AI càng mạnh thì thuật toán cho ra những bức ảnh càng đẹp hơn. Và bởi vậy nếu như các bạn đang muốn mua một con máy chơi game ấy, thì đây không phải là lựa chọn tệ một chút nào đâu. Nếu như mình đánh giá con S23 Ultra 5G này được khoảng 10 điểm thì chắc chắn là con Note 20 Ultra này phải được 8,5 đến 9 những cái điểm hiệu năng này. Ok, rõ ràng là cái con Note 20 Ultra 5G này với cái mức giá là trên 10 triệu đồng thì đây là một lựa chọn quá tuyệt vời rồi. Thế bây giờ bỏ số tiền này ra thì các bạn sẽ cần phải lưu ý điều gì? Kể cả là sách tay Hàn hay máy hãng ở Việt Nam thì bây giờ con này cũng không còn bảo hành cho các bạn nữa. Và thêm nữa, khi các bạn mua sách tay bên nước ngoài về rất dễ có thể gặp những vấn đề như là máy dựng này, máy cũ này, máy lừa này, máy cũ hơn thực tế này, pin có vấn đề này, đã bị luộc ở bên trong này. Lưu ý thực sự điều này cho mình. Tiếp theo, chiếc máy này chơi game thì tốt, nhưng mình không nghĩ rằng nó còn có thể tốt trong vòng 3-4 năm tới ở khả năng sử dụng bình thường. Nếu bây giờ các bạn chơi tự game nặng đi thì hầu hết những con máy này đều tương tự như nhau. Nhưng mà mình đã cảm thấy có một vài vấn đề ở cái việc sử dụng con này hàng ngày rồi. Tất nhiên là nó vẫn rất là mượt, nhưng mà mình không đảm bảo được cái sự mượt mà này nó sẽ còn được tốt đến vài năm tới nữa. Chưa kể con chip này này, khả năng tối ưu về mặt AI nó cũng đã có những sự xuống cấp rồi. Hiện tại khi mà các bạn chụp ảnh nha, cái việc các bạn sử dụng AI nó vô cùng quan trọng, thì ở trên con máy này nó đã có những sự khác biệt so với S22 và S23 Ultra. Hay như là với những tính năng hay ho, nếu như với những cái đời chip mới ở trên những con Samsung mới này họ có cái tính năng là xóa bóng chẳng hạn, hoặc là một vài tính năng AI rất hay khác, thì ở đây hoàn toàn không có. Các bạn chụp nếu mà đổ bóng số thì hoàn toàn không xóa được. Và tính năng này mình đánh giá rất cao, nó sử dụng AI rất triệt để ở trên những chiếc máy mới thế này. Hãy tạm thời bỏ qua vấn đề là AI nó không được quá ngon, nhưng nếu chúng ta nói về khả năng chụp ảnh camera thì con Note 20 Ultra này vẫn được làm cực kỳ tốt. Về thông số thì nó không khác nhiều so với S2 Ultra, vẫn là camera 108 megapixel, hơi khác một chút về mặt tiêu cự mà thôi. Nhưng đổi lại thì trong quá trình bọn mình chụp ban đêm ấy thì đúng là không khác biệt quá là nhiều so với những dòng máy bây giờ đâu. Tất nhiên là anh em nào thích mà vạch lá tìm sâu ấy thì kiểu gì chả khác được các bạn. Năm nay phải ngon hơn năm ngoái chứ không thì họ bán máy kiểu gì. Tuy nhiên các bạn thấy không, màu sắc ảnh lên khá là tốt, chi tiết lên cũng ổn, dải ánh sáng rất là ổn, những cái vùng chi tiết có đèn thì không bị quá cháy. Nó chỉ có một vấn đề duy nhất mà mình thấy thôi, đó là nó hơi flare một xíu. Có thể là do cái kính camera này nó quá là lớn và cái camera này hơi bẩn một chút. Nên là mình nghĩ rằng các bạn mua máy về thì trước khi dùng ấy, trước khi chụp ảnh thì lau cái cam đi một chút thì sẽ đỡ bị hiện tượng flare như mình. Cuối cùng là về thời lượng pin thì chắc chắn nó sẽ không thể nào bằng được những con máy khoảng 10 triệu hơn bây giờ. Đây là một con máy đã cũ rồi, nếu các bạn mua về không còn cách nào khác là các bạn phải bung máy ra thì các bạn mới có được cái thời lượng sử dụng pin thật tốt. Còn chưa kể là cái linh kiện dành cho con máy này, chưa chắc nó đã còn linh kiện ngon các bạn nha. Có thể nó sẽ chỉ có những linh kiện trôi nổi trên thị trường mà thôi. Mang vào hãng sửa thì đúng là quá tiền, đôi khi là phải vài triệu mới thay được một cục pin. Ok, rõ ràng đây là một lựa chọn quá tuyệt vời rồi. Mặc dù Samsung đã không còn bán con này chính hãng nữa, nhưng nếu các bạn tìm được một chiếc máy nào khoảng hơn 10 triệu đồng giống như Galaxy Note 20 Ultra như thế này thì nó hội tụ đầy đủ những yếu tố mà mình đã khen ở phía trên rồi. Nếu như các bạn không có chi phí hoặc là các bạn thấy là không cần thiết phải lên hai con này thì cái thiết kế này nó vẫn rất là tương đồng. Chơi game thì 865 cộng vẫn là một con chip rất là ngon so sánh với cả Snapdragon 8/2 Mate 4 Galaxy bây giờ, thì thậm chí là đấy như mình nói rồi, có thể là đuổi gần sát luôn. Còn tất nhiên chiếc máy này nó sẽ là một cái kèo cực kỳ ngon dành cho anh em làm việc nhiều này, chơi game nhiều này, đọc báo nhiều này, thậm chí xem phim nhiều này, bởi vì tất cả những cái thứ hậu thuẫn cho nó đều làm rất tốt và không kém quá nhiều so với những cái đời mới nhất như thế này. Và nếu như các bạn vượt qua được những cái nỗi sợ về khả năng bảo hành con máy này hay là thời lượng pin của nó có thể không còn được như xưa nữa thì đây là một lựa chọn quá tuyệt vời rồi. Còn nếu như các bạn là những người an toàn bó cần hơn một xíu mà không thích hàng xách tay thì đây có thể sẽ là một canh bạc nhỏ đấy, bởi vì không biết là các bạn có lấy được máy ngon hay không. Đây là chiếc S23 Ultra tình thương dành cho những Note fan tình thương và không có tiền lên con S23 Ultra này. Mua con này cũng quá là ngon. Đúng thật, bây giờ chỉ tìm con này mức giá ở đâu rồi mà được như này thôi ấy.